Rồi, chào chị Kim. Theo lời dặn của chị, trưa nay em đến thăm bác Phó nè. Ở đây tìm được bến Nguyễn Duy số 208 nè chị. Đây là cái không gian nhà phía trước nè. Chị nhớ không? Đi thẳng là ra Vĩnh Long Đình á. Ở đây căn nhà của chị nè. À, ok, thấy bác ngồi ở trong không? Em chị xem ngoài trước rồi vô em chào bác nha. Đó. Ok. Đó, nhìn lên có hai lầu ở trên ha. Đây 208 bến Nguyễn Duy, chị thấy rõ không? Dạ, con chào bác. Bác khỏe không? Dạ, chị Kim á, chị Hai Kim á, nói cháu đến thứ nhất là thăm bác. Thứ hai là cho chị xem cái cảnh cái căn nhà. Rồi một chút nữa con sẽ up lên trên internet á, cái chị Kim ở bên Mỹ sẽ nhìn thấy để cho đỡ nhớ nhà. Và đây có Kim Sa, vợ của anh Sương đó. Chào chị Hai. Dạ anh chào chị Hai. Chào má nhớ con Má cũng khỏe chị ơi. Má Má cũng nhớ nhớ con chị lắm. nhiều lắm. Chị Hai Kim nói á, có ba đứa con gái hà, Phải rồi. mà mỗi đứa ở nước ngoài hết Phải trơn, rồi. Dạ không có đứa con gái nào ở gần má hết đúng trơn á. rồi. Thôi không có con gái có con dâu. Dạ rồi, bác có nói gì với cháu ngoại không? Má có đi nói vài lời rồi cho Xuân bà ngoại đi, rồi con nhờ bà ngoại đi nhớ con lắm. dạ Sao con không về vậy? ờ dạ dạ Về thăm bà ngoại đi, ngoại à, dạ rồi vậy là nhớ lắm rồi đó. Đó đây chị, nhà đây, bác được phường người ta mừng thọ. Wow, được nhiêu tiền bác? Mừng thọ được nhiêu tiền? Đó là được năm 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 500, 500 là cái mừng thọ lâu á, rồi mỗi tiền mỗi một tháng vậy á là nhà nước cấp cho người Người cao 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 tuổi. tuổi á là 380, À. 380 ngàn, Ngàn, dạ. mà tính ra tiền đô là chỉ có được mười mấy đồng. Ok, hơi đó là để bồi dưỡng À đúng á. rồi, đúng rồi, ở đây ai cũng vậy, thành thử Dạ. ra vậy vậy chứ Dạ. má mừng lắm. Dạ, Thấy dạ. con chưa, đó là má mừng lắm Là á. anh Bây nay giờ bác bao nhiêu tuổi rồi? má này 87 rồi đó, Trời ơi, quá ngon 87 luôn. Quá ngon. Đấy hình ảnh của rồi. chị Hai Nè hả? nè hình đây là chị đó, bố ba ba chị em với nhà cháu đó, là đó ba chị em gái đó là kế bên đó, còn người tóc dài dài đây là cháu À vậy con hả? của bà chị Năm vậy Dạ đó. rồi. Đây hình người cao tuổi, Hội người cao tuổi Việt Nam cấp nè. À. Còn hình này. Hình đó là hình của má lúc má còn trẻ với Ủa? em Út, Ồ. em gái Út đó. Chị chỉ Gái biết mà chị Hai nhìn chị Hai thấy biết. Út. À, Con mà tên khó. Ủa lúc này là bác đi đâu? Hả? Đi đâu mà cái hình chụp đẹp cái vậy? Ở đây má còn trẻ đó, má ở đây nè, À Sài Gòn mình á. vậy hình này. Hình này là của má luôn, lúc má còn trẻ luôn. Ồ giống nghệ sĩ nha. Con này em em của Kim Anh, à dạ rồi em Út á. em Út cưới vợ đó ha. Dạ đó thì Em không, em con là chồng cưới. À là mình là đàn gái. Đàn gái À rồi, dạ rồi. Đó. Bác khỏe nè. À, chị thấy bác có cái giường nằm thoáng. Ủa vậy chị Sa là mai. Dạ đúng rồi, em À, máy đồ. Đó nhìn ra phố. Đó, ok. Rồi vậy đôi lời vậy nha chị Hai. Rồi có gì nhớ quá thì điện thoại nói chuyện đi. Bây giờ quay phim vậy thôi chứ giờ biết quay cái gì nữa. tưởng đâu con gì rồi đó. À tưởng bác nói là tưởng đâu chị Kim về mà chưa sắp xếp được. Nói thôi chị Kim là sắp xếp về sau.
Rồi thôi chị Kim đừng có khóc nha. Bác với chị Kim Sa ở gần rồi nè. Đó. Cái này má lớn tuổi rồi, má 70 dạ. Tuổi lắm rồi. Đúng rồi. Dạ dạ biết biết, chị Kim cũng lo lắm. Dạ. Rồi, hung má phó con cái nha chị Kim. Đó, dễ thương quá à. Không khóc cái chị.